Cái đợt này mà cha với mẹ mình đã tranh cãi với nhau. Hello các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình nha. Thì hôm nay có dịp cha mình vô rừng ở để cắm câu lương á, thì mình có xin đi theo để quay clip lại cho các bạn xem á. Các bạn đi cùng hai cha con mình để xem trong đó có gì nha. Mình xui quá các bạn ơi, trời mưa quá trời luôn rồi. Giờ trời đã mưa rồi, hai cha con mình bắt đầu đi hâm câu nè. Bữa nay là cha mình thả câu lương, thả trên rừng nè. Chỗ mình đứng là cặp mấy rừng á. Ở trong này là rừng tràm nè. Thế nào? Sảy. Con lỡ bự quá, nứt nữa. Trời mưa còn lớp bóp luôn á các bạn. Và con gì đó. Ngựa đĩa gì đó. Chính là đây. Đâu cha? Lương nằm trên đó. Có thấy lương. Thấy rồi, thấy rồi. Trời trời. Chưa? Dính thì con lương đầu tiên rồi các bạn ơi. Con dữ lắm. Lương còn sống á. Lương nhất không cha? Lương nhất không? Con chết à. Vậy nó canh chua. Nó kêu đọt đại á. Tí này kia hái. Cũng cái đám dại này đó hả ha. Ừ. Chết rồi cha, đâu sống đâu. Trời, con này dễ gỡ đi. Cá lương bị gì hoài, nó lâu hoài chứ, chừng nào nó cũng lâu hết á. Rất nhiều. Nó đâu nó ăn mồi chứ, mày cũng chưa lâu. Nó cái này không dính ra. Không có nào ăn luôn. Hồi nãy hai cha con mình đi lên bằng cái sườn này nè. Rồi cái lỗ này nè. Bữa nay mình đi theo xuôi rồi. Giờ thì cha mình đi sâu trong rừng để hâm câu rồi. Mình đi theo không có được á, thì mình đứng ở đây mình đợi cha mình sẵn tiện thì mình đi hái dao luôn nha các bạn. Cái đợt mà mình đang hái này là gọi là đợt trọi các bạn. Mấy cái đợt này á mọc nhiều ở vùng Đồng Tháp và ở Hậu Giang của mình á. Đây là đặc sản miền Tây nha. Đặc sản Hậu Giang quê của tôi á. Nó mọc và leo theo mấy cái tràm như này các bạn. Bên trong nhiều lắm mà mình không có dám lội vô. Cha mình cắm câu trong đó đó. Mình hái thì chỉ hái mấy cái đợt non thôi. Mấy đợt này hái về luộc ăn nè, em hơi nấu canh chua là ngon luôn á. Về miền Tây nhất định là phải thử cái gạo này nha. Cha mình quay lại đây nè. Lỡ dưới đây có đĩa không trời? Nè đúng rồi, mấy cái đập nhỏ. Ở trong đó quá trời luôn rồi trời.
xuống không? Ừ. Nè. Ở đây cho không thấy mấy đợt đó. Đó, nè, 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 nè. Đó. Hãy với con cái, hãy với con đợt đó. Nó đợt con thân ra nó mệt. Cái đợt này mà cha với mẹ mình đã tranh cãi với nhau quyết liệt coi có phải là đợt chạy không nè. Vì bình thường á thì chỉ ăn mấy cái đợt chạy nhỏ không à. Bữa đó cha mình hái về cái đợt nó bự vậy nè. Cái mẹ mình không tin là đợt chạy. Giờ mới biết là đợt chạy thiệt rồi. Cơm gì ta hái rồi. Hái nhiêu đây là đủ nấu canh chua với con lươn nãy đó. Bữa nay mình đi theo xuôi các bạn. Được con lươn nãy à. Còn cái này là cái cha mình dở lờ á. Quên đem đồ theo đựng nên là 3-4 cái dùng lại được nhiêu đây nè. Giờ thì vô cho mẹ mình làm cơm. Mong các bạn dành chút ít thời gian đăng ký kênh ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.